chưa? Thấy chưa? Đây, đây là bằng chứng. Các bạn thắc mắc gì không? Oh, I get to go on the private jet. Yeah. Where are we going? Up on the sky. Hai chị em muốn lộn dần. Go to the moon. Ayo. Ok. Làm móng nhọn nè. Vòng quạt. Năm nay đắt hơn bình thường luôn đó mọi người. Bà con ơi, bà con. Thường thường người ta có cái móng nhọn nữa đó mà sao mình dán móng nhọn vô mình không có thấy nó không đẹp, mình cắt gì thấy nó đẹp hơn. Cắt gì mình vũa lại nó đẹp hơn. Này cũng dài nhưng mà không dài lắm. Nhiều khi không rảnh mà quay phim luôn á. Có mấy người mà mấy đứa mà nó làm neo nó chị ơi làm ơn chị quay làm móng cho em coi đi, bộ này chứ bộ này mà nó sơn tiếp luôn, hình như là bộ này mình ăn nó tới bảy mươi lăm gì xong mình đo lại viền cá cho chắc ăn. Để nước thúi lên. Nước này rất là quan trọng nè. Nước này mà không có là đắp nó không có dính luôn. Lúc mình mới biết làm xưa mình hay quên. Có cái máy hút nữa nó ồn quá kìa ồn. Thêm chút thôi. Cắt dối dối sao giờ cắt văng thịt nó một cái là có chuyện luôn. Nhìn thấy được. Tại nhà người không biết á, mấy người mà mới vô nghề tao nhìn không biết tao thấy mỏng. Nhưng mà tại vì thường thường á ta đắp nghệ thuật là người ta đắp đâu cần đắp dày. Chỗ nào nên dày dày, chỗ nào mỏng nên mỏng. Đây. À, để cục bột lên. Trời này lạnh, ở ngoài lạnh dữ lắm luôn. Bột nó chảy dữ lắm. Thấy chưa? Kéo xuống, dẫn bột xuống đây, cắt bên đây một cái, cắt bên đây một cái. Xong. Thấy không? Không cần dày. Nhưng mà chính giữa này nó dày nè, hai bên nó mỏng nè. Mấy kêu là nghệ thuật làm sao gãy được, nhìn nó mỏng lét nhưng mà nó không gãy đâu. Ta làm 7-8, ta làm cả chục 10 năm ở đây rồi nếu mà, nếu mà nó gãy hả không, khách không có đâu mà làm đó. Cứ như vậy dẫn bột xuống từ từ. Nhà mấy chị hỏi bột gì mình nói bột phi mim rồi, hỏi bột gì mới chết chứ mua ở đâu làm sao biết được. Ở chỗ em thì mua ở supply thôi, nhưng mà mua online thì sao mà nhiều người nói mua online đắp không được. Hỏi em tại sao chạy tí em cũng biết. Bà con ơi làm sao biết được đồ online nó nằm ở đâu. Hôm nay mình mua ở supply, vô supply order á, vô supply kêu mấy người supply người ta mua cho mình order cái bột phim.
nó có bột phim im, nó có ba màu, nó có ba loại, loại clear, loại pink, rồi loại dark pink, loại vợt, loại dừa dừa, loại hầm hầm, cái bằng hầm lè luôn á. Nhầm người thì lên nó làm hẻm không chị? Ai ơi chị gì giờ? Với lại nhiều thời gian mình không có thời gian á, mình không có thời gian ăn, nó có đâu tới thời gian mà chỉ, nào rảnh nhìn thấy ai vô tình lúc mà mình đang rảnh thì mình chỉ, còn nhầm người mình không có ấy được nè, thấy chưa, không cần dày chưa dũa kìa, cứ cho hen anh là like không, một bộ gì đắp đâu có lâu đâu, phải đắp kiếp rồi nó quen rồi á, thấy nó dễ. Người nào cũng vậy thôi hả, ta từ từ đắp viết nghề dạy nghề với rồi quen à. Nghề dạy nghề thôi, mới ăn đầu đắp cũng lã mồ hôi. Hỏi bà con vậy chứ từ sáng tới chiều vô đây tôi ngồi xuống tôi đắp cho tới chiều luôn, hết người này tới người kia, ngày biết nhiêu người mà không đắp biết rồi nó quen tay luôn, dở cũng thành giỏi. Còn nhầm người mà hỏi mình, có mấy bạn hỏi mình trời sao Hà tiện như lấy miếng giấy làm chi nhỏ xíu vậy, có miếng bột rồi lắp ra đâu mà chùi cho nhiều. Chơi còn hai ngón là đắp xong rồi đó, lấy cục bột cũng chà bá đó chứ không ít đâu, mà tại vì chỗ nào càng dày dày, chỗ nào mình không càng dày thì mỏng lại. Nghĩ coi nếu mà mình đắp mà ở đây 10 năm mà nếu mà đắp mà dở mà nó không dính nó gãy người ta, nghĩ coi còn khách để làm. Thành phố nhỏ xíu đó, thành phố nhỏ mà chỉ cần chịch một cái là có người hỏi, chắc ở đó không có tiệm, ở đây tới 6-7 tiệm neo luôn nha chứ không ít đâu, 6-7 tiệm neo đó, nhỏ nhỏ nhưng mà 6-7 tiệm người ta mở ra tăng giá rẻ hơn mình luôn á, mà khách thì vẫn thích lại đây hơn, tăng thấy chưa, chưa dũa xếp nghe. Rồi bắt đầu vỗ xếp. That you want, right? Nè, vỗ xong nó vậy nè bà con. Vỗ lại. Vỗ lại khi mình cắt rồi sẽ có, nó không bao giờ đều được, mỗi bên nó sẽ có một bên hơi méo thì bên méo mình vỗ trước, mình vỗ mình câu ngược trở qua thì nó ngay liền à. Cái này mình đắp nó không tràn á, nè đâu có tràn đâu, thành ra nó cũng dễ, chứ lại đắp nó cũng bằng rồi. Hồi vỗ sơ sơ là xong. Trời, ai đắp giỏi giỏi mình đắp vậy đi, mà nhầm người cũng thích, nhiều người cũng thích kêu chị ơi chỉ em cái cách cắt móng nhọn cho nó nhanh đó, vậy đó là nhanh. Neo dễ lụm tiền, gắng làm giỏi bà con là dễ lụm tiền. Tại mình làm, mình mới vô nghề mình thấy nó khó khăn vậy thôi, chứ từ từ cứ yên tâm, một ngày mình sẽ thành đại ca vỗ như gió luôn. You want to friendship for silver or you only one color silver? What do you think? Do you think it would look prettier with
the all or just the accent? Up to you. What are you seeing right now? I think you can do light color over and silver tip, silver tip, straight. Look like the picture you show me. Can I try that silver tip thing, like the picture, to see if, like, I want to see if I want to continue doing that? Yeah, because if you do silver straight like this, right, you can see the line over here. Okay. That's why you need to little bit lighten or new color. Over and you do silver tray, look perfect. Okay. Yeah. That's my idea. Okay, do that. Mình làm móng mình cũng phải cho khách nó hàng nó một cái ý kiến của mình á. Nó quan trọng cho đó. Nhầm người chơi tiếng Anh mình dữ lắm nhưng mà kệ. Nói chung là nói khách nó hiểu được lụm tiền là ok rồi. Nói chi cho giỏi mà không kiếm tiền được cũng vậy thôi à, nó cũng quề. Nếu mà nói bạc bè mà khách nó thích nó mới lạ thường đấy. Ơi mình không biết tiếng Anh nhiều nhưng mà mình biết nói tiếng Anh chút nhưng mà mình cũng biết xạo với khách lắm đó nha. Đừng có đùa nha bà con. Nói một cái là khách nó cười té ngửa luôn. Tại nói đường ý đường mà nói thì nói ngã. Được chưa? Ok, bây giờ qua tới cái dũa nha. Dũa mình chỉnh đừng có mạnh quá. Đây. Thế mà mình không mới vô nghề mình mới biết dũa xuống rồi nè. Còn mình thì thôi, dũa ngang luôn cho rồi. Giờ anh đụng vô cái cây. Đụng vô cây quay. Gán làm nhanh để mình mới có tiền được chứ. Chứ nếu mà làm chậm sao có tiền, bởi vì nhớ tới tiền là cố gắng lên. Thường thường đi làm neo mình đi làm mướn người ta gọi nên mình biết. Thường thường á, bà con mà làm giỏi hơn á, thợ với thợ nhau, với ở Mỹ thợ nhau chứ chơi xấu nhau lắm. Thành ra thường thường á, mình làm xấu á thì nó chê, mà mình làm đẹp thì nó ghét. Thành ra mình cứ việc làm. Chứ không phải tại vì cũng không có đoàn kết thì việc mình nói chung cũng không có đoàn kết. Thành ra giống như mình ở đây nè, ta mở ra ta hạ giá đó. Mình ở đây mình làm 45 đi, người ta làm 40, mình làm ở đây 75, ta làm 60 rồi. Ngộ vậy đó, thì việc mình nó ngộ lạ thường vậy luôn. Chứ không phải đồng lòng mà cùng giá hay không, còn mạnh ai nấy làm. Tại vì làm không bằng người khác rồi nên phải hạ giá thôi. Còng lưng ra làm, bóp thì phải bóp cho thật nhiều. Bóp riết rồi hả, tay chân thợ liệt hết luôn. Ở cách mình hỏi, ở sao mày không bóp cho tao nhiều. Mình chỉ nói đơn giản. Ồ, tao có bằng làm nail chứ phải bằng tao không phải là cái bằng massage. Rồi quề. Ôi, tao làm nail mà bóp cho nhiều. Hồi xưa mình đi làm mướn bắt bóp thấy bà nội luôn. 25, có 20 bạc cái chân à. Mình ở đây cái chân thường là phải 30. Bóp bên phút mà, vẫn chịu thôi. Cái quan trọng là mình tiếp đãi họ thôi. Mình tiếp đãi bằng cách mình nói chuyện thôi. Mình muốn bóp nhiều rồi, phải làm cái chân 70 phút, 70 đồng. 70 đồng mà bóp trong lòng, làm trong vòng có 20-25 phút. Thôi chứ bóp nhiều, sức đầu bóp. Làm dũa không liệt tay rồi, có đâu có bóp trời. Phải tội nghiệp mấy người thợ. Ý là không bóp mà. Ở đây làm tay xô lát là không có bóp luôn á. Tay xô lát 40 đồng là không bóp. 60 đồng đó, mới bóp. Bóp bơm 2 phút. Khoảng 2-3 phút vậy đó. Chuyển chịu thôi. Mà vẫn làm, vẫn mặn tối ngày. Ở đằng kia người ta bớt giá thì cũng bận mà làm cho dân dân rẻ tiền á.
kêu bằng người Việt mình kêu bằng dân hạ tiện á, làm cho những người hạ tiện thôi, chứ còn mình làm những người có tiện mà khách mình nó dễ. Quay phim nói mình đã ngồi im ru đó, nói tại nó biết mình không bao giờ nói xấu người khác, nói xấu thôi mà chứ không nói xấu. Nó chơi chứ mỗi lần mình quay mà trước khi mình quay móng mình lựa mấy anh khách quen của mình, với lại mấy người mà người ta dễ, mình xin phép người ta, ta có thể quay phim được không, cô có thể cho tôi quay phim được không. Tôi nói tiếng Mỹ muốn dịch cái gì mình dịch vậy thôi, nhưng mà mình dùng cái từ thì nó không phải là vậy. Cũng nhiều người YouTuber bị lắm, chứ không phải mình tôi. Như mình dịch theo cái cách giống như nó dễ hiểu hơn thôi, cái thật ra từ đó muốn dịch cái gì dịch, giống như từ vô muốn dịch gì dịch. Xạo xạo nói chuyện hồi là còn móng nữa xong rồi đó. Như ta móng này 65, với lại làm fan 10 đồng nữa là 75. Sao rẻ vậy? Phải người ta có tính lộn nhau, bộ móng này mà sơn nữa là 75 hết rồi. Thấy cái gì có cái gì lộn lộn trong đây nè. 60 nè, làm móng thường thôi, sơn là 60, mà móng nhọn thêm 10 đồng nữa là 70. Giá fan 10 đồng nữa là 80, hèn chi. 80. Thấy không? Xong rồi đó. Bây giờ chúng ta bất phờ nữa. Rồi chúng ta sơn nữa, cái chúng ta lấy 80 đồng. Dễ không? Dễ quá thì dễ luôn. Bởi vậy khi mình đăng lên cái đầu cái nhầm người nó trời ơi làm ổng chỗ đó gãy, cái mấy người mà ta chuyên nghiệp á, ta làm lâu năm ta nói trời nghệ thuật làm là phải vậy đó, mà một cái suy nghĩ nó đơn giản thôi, nó tự nhiên nó dễ gãy. Nghĩ theo biết mình ta 10 năm mười mấy năm nay ta làm đây chắc người ta không còn khách để làm, hổm gài lâu lắm mà không có quay luôn á, sao bận quá. Cũng may là bữa nay là nó buổi chiều chuẩn bị về nè, nhỏ này nó đang nỉ mở trễ cho nó, chứ còn không là cái gì. Nói chung hết sức, cuối năm rồi đủ thứ nè. Xong mình nè, mình phủi ra là mình sơn thôi, khỏi rửa tay. Tôi làm biến cho khách đi rửa tay lắm bà con ơi, rửa tay mới công ngồi đợi nó nữa, sơn mẹ luôn cho rồi. Thấy chưa, nhìn đi, nhìn người ta đây nè, thấy không? Ừ, cả đống người luôn, kêu sẵn đây coi luôn nha. Nè, cái này nè trời, cái nước bon, cái hiệu này nè. Tôi dốt tiếng Anh mà, kêu tôi hỏi cái là hiệu gì, trời ơi, sao biết được. Hiệu đó đó nha. Đó. Cái nước này cho nó dính chặt hơn thôi chứ có gì đâu. Thì nó giống như cái Rammer thôi. Hiệu đó đó, mới dơ lên đó. Cái gì mà hiệu, bởi vì hỏi hiệu gì mà nó trời nhìn thấy số 1 đó mà không biết hiệu gì. Thật sự mình mua mình cũng không thèm câu là hiệu gì luôn, tin không? Sợ dễ lên supply hỏi ông, ông có cái hiệu nào xài ngon đưa tôi, cái ông đưa cho thử. Về miếng không ok đem lên trả lại ông, mắng vốn. Hả? Ờ, ông đương gì không dính sao xài cho nổi. Là ông cười hả hả, đổi cái khác. Nice color. Look at you. Yeah, salmon. Ôi, ôi ôi. I like it. You think okay? Yeah. Yeah. I don't think I've ever tried this color. Yeah. That's why I think so too. I remember you never do this color before. Mm-mm. I think the closest I had to it was a darker. Like a darker salmon maybe? Mm-hmm. Yeah.
Ủa nhỏ đó không phải nó ở đây hả? Hèn chi. Thấy chưa bà con? Xong. Để vô hơ. Nấu liền, hầm tay nó. Hầm súp liền. Khúc barbecue. I say barbecue your nail. Oh. There we are. Yeah. That's really pretty actually. You like color? Yes, I do. It's gorgeous. Good. I didn't think a light color would fit me because I'm kind of like olive yeah, skin. Yeah, this one very, very good with your skin too. Because I've always done dark colors. Đây, bà con thấy tôi xảo ghê không? Thật ra tôi cũng không biết là có đẹp với da nó không, tôi không biết, mà tôi thấy hợp với da mày này kia, xảo xảo này kia, chứ cũng thật sự cũng không biết nữa. Giống như tôi mù màu sao? Tại vì màu tôi lựa nhiều màu quá. Xảo xảo nó ui cái màu này đẹp, bởi vì tôi nói ê nhưng mà vui lắm nha bà con. Có lần á tôi nói ui màu này đẹp quá, cái là giống như nhiều màu nào nó cũng vậy vậy á, màu này đẹp. Cái anh khách nó hỏi chết tôi, nói ủa sao màu nào mày cũng thích chân vậy, nó ủa tôi khôn lắm nha, tôi trả lời hiện tất cả những cái màu này tao lựa mà, thành ra tao thích là phải rồi. Rồi nó bó tao bởi sợi tôi xạo mà tôi còn có đường đỡ luôn, không biết tiếng Anh mà xạo mà còn biết đường đỡ luôn. Nó nói sao tao đưa màu nào mày cũng thích chân vậy, mấy người làm nào có ai bị giống em không. Cái em trả lời một câu rất là thông minh, nhiều khi em suy nghĩ là trời sao mình khôn vậy. Em nói nó tại vì những cái màu này tao là owner nên tao là chủ nên tao lựa không mà, những màu này tao lựa không mà, tại vì trên chảnh nó tới thousand color là cả ngàn màu mà tao lựa mấy màu này là những màu tao thích, thành ra tao thích là phải rồi. Rồi nhỏ im luôn, sợ tính hỏi mà chắc cớ chị Tâm hả cưng, dễ ăn quá. Nhiều khi sao mà không biết sao mình trả lời thiệt là thông minh, mà sự thật là vậy luôn, bởi vì lâu lâu cũng bị tổ chát đặt xạo. Ta lựa màu nào đẹp không, mày thấy màu này đâu đẹp, nhỏ kia hỏi màu này đâu đẹp, màu nào cũng đẹp hết. Cái nó nói sao tao hỏi màu nào mày cũng nói đẹp chứ, gì rốt cuộc tao sơn màu nào, mày sơn màu nào cũng được. Còn trong bụng thì nói lẹ lẹ đi bà nội ơi, bà nội lẹ lẹ cho con làm lẹ, con còn khách nó chờ con nữa. Nhầm người á, nó lựa màu nó không biết hết biết đường, tại mấy trăm màu, 400-500 màu làm sao nó cũng gối đội hình. Đó, thấy ghê ha? Ông lụng đắng ông muốn xạo với khách nắng bà con, hai chồng anh nào nói xạo mà mắc cười lắm, xạo đôi khi khách nó cho tiền quá trời luôn á. Sao mới làm thấy chưa, ông thấy tôi xạo chưa? Ngày hôm qua mình ngồi mình ôm chó, mình đem làm theo ôm chó, nói trời ơi tao biết không, thương chó tao lắm, chút nữa tao đi mua đồ ăn chó tao này kia mà tao làm á, kiếm tiền nổi tiền làm cho giỏi rồi kiếm tiền khách cho thêm á để mua đồ ăn cho nó. Chứ mà khách thấy tôi nghiệp phải cho 25 đô, này mày đi mua đồ cho chó mày ăn đi, thiệt chứ. Thiệt má ơi luôn. I do one now. Okay. And if you like it, let me know. Quên nữa nè. Muốn làm cái like giống vậy nè. Đó. Này là mình làm thử ngón cho nó coi nha. Rồi xong coi nó thích không, nó không thích là mình đổi khác rồi con ơi. Lấy cái ghế mình gạch trước. Thấy không trời? Bà con thấy không bà con? Ok. Look and let me know. You like it? Oh, that's very gorgeous. Yeah, let's do that. And after you try and I do one more top. Okay. Yeah. Okay, she like it. Nó thích là quốc thôi bà con. Dễ vậy luôn. It looks so simple but it's gorgeous. Yeah, very nice color. Khi nó thích rồi thì mình cứ việc làm hết. Đó,
rồi mình lấy cái chai màu mình dặm, cái này mình phải đi cái like chứ. Cái này mình ăn bộ này chắc 80 quá. Your nail very very expensive today. Are you ready? Pay for $1,000. No, $80 today. Okay. Yeah. Do long nail, point nail, shellac, and design. Hold the tip. Okay. Còn vậy đó, cái mình dặm lại, mình lấy cái chai màu, mình dặm lại đó. Vậy thôi. Rồi mình đi cái la gì á, cái này mình dặm lên nè. Quên nó đưa sát lên cho bà con coi. Dặm lại. Vậy thôi. Dặm cho lẹ, đang hút lúa rồi đi về. Ông lùng ông ở bên đó, ông xạo dữ lắm rồi bà con ơi. Xạo ráng xạo, họ cho nhỏ nó cho tiền cho nhiều nha. Ây dạ, có đụng không? Sao vậy? You okay? Yeah, I just got the tip of it. Yeah. That's so cute. Yeah, very nice. Yeah, my color is always like that. She's seen me when I do that. Thấy không xong cái ngón đó rồi đó nha. Cái ngón đó thấy không xong rồi đó. Nhiều khi mình làm mình tự thấy gớm luôn á. Vậy mà khách nó cũng khen nha bà con. Nhiều khi ê đại à, chưa có xong. Not done yet. Nó cho mười mấy đồng hả? Biết con tôi cho nhiêu. Không, cái này, cái line này nó thấp quá. Vậy tôi thấy nó lạ lạ là bà con biết. Đó, nó phải lên chút. Tôi thấy nó không xong rồi. Cái nó cong cong. Lúc này mình còn sửa được đấy, hỏi nó hơi là khỏi sửa. I don't like it. I have a customer. She said, I like it. I said, no, I don't like it. And I clean. She said, you're so picky. I said, yeah. Well, you always do a good job, so you know what you're looking for. Yeah, thank you. Nhầm người mình bán nói, tao thấy đẹp rồi mà tại sao mày chùi của tao vậy? Cười cũng chết. Nhưng mà tao không thích được không? Tao chùi. Nhầm bà nói, tao thích mà tại sao mày chùi của tao? Nó không, bà ơi, tôi thấy không thích. Tại vì mình thấy nó sao sao quá. Ok. Thấy sao bà con? Chưa sơn thớp luôn. Ui ui. Chắc này mệt rồi. Vậy thôi, làm vậy thôi. Chứ. Are you on, that's all right? No, rhinestone, everything. No, I think I like it like that, just okay. Like plain and simple. Okay. Đó, giờ mình sơn cái thớp lên là xong nhé. 80 đồng, ngọt xớp. Có gì đâu mà khó. Vừa làm vừa tám luôn. Làm rất là chậm rãi bình thường, không có làm gấp nha. Cái đáng nãy giờ mà không quay phim cho bà con là xong mất dép rồi đó. Giỡn rồi. Hôm đồng quá thì nhiều chuyện mệt luôn. Okay. Exactly. Không sao sao, ta cho ông được luôn. Thank you so much. Thank you for coming. Thank you.
Ủa người ta trả tiền không chưa vậy? Ok. Gơ không? Thấy gơ móng đẹp không? Ok. Phe với bà con coi. Đẹp không? Ô la la. Ô la la bà ba. Nè xong rồi nè bà con ơi. Ok. Thôi bây giờ mình kết thúc video tại đây nha bà con. Hẹn gặp lại bà con trong video lần sau. 80 đồng xong rồi đó. Thôi xong rồi đó. Mình lấm lúa. Đây. Đây là vàng. Xong rồi nè. Bây giờ tôi chuẩn cái màu chưa có sạch cho con. Ta lên bà con. Nó còn nít là bịt color vậy. Đó. Chưa đã chưa. Nhìn cũng ok bố.